nhớ cái phòng nhóm đó nó là một cái chamber vào, hay là cái phòng nhỏ nhỏ trong phía bên đó. Dạ. Thì bây giờ Chúa cho chúng ta có ngôi thánh đường này, chúng ta có phòng ăn, chúng ta có hiền, tổng cộng lại thì tôi nghĩ trị giá cơ sở của chúng ta mà chúng ta biết rằng ngày hôm nay tôi đã từng nói trong quá khứ đó, chúng ta trị giá cơ sở đất đai và cơ sở khoảng 2 triệu, nhưng mà cái tiền mà chúng ta xây ba cái building này là khoảng 800 nghìn. Trong khi đó cách đây khoảng mấy tháng tôi xuống quê cô, tôi chịu một cái lễ cung hiến đền thờ mà mấy anh chị em mới biết họ làm một chuyện rất là đặc biệt, họ nói là họ sẽ không có mượn nhà băng gì cả, họ sẽ định ra xây cái ngôi thờ bao nhiêu chỗ ngồi, có cái nhà bếp, và họ định ra là 700 nghìn. Họ có đủ 700 nghìn, họ xây ngôi nhà thờ họ không thiếu nào, nhưng mà họ chỉ có một cái phòng giống như vậy, rồi cái nhà bếp nhỏ nhỏ thôi, và chúng ta có được tới 3 cái buildings như vậy. Theo thời gian cái vật giá nó lên, cái tiền công nhân viên labor cost nó lên, cho nên chúng ta thấy cảm ơn Chúa mình có được cơ sở chúng ta phước hạnh như vậy. Cách đây 2 năm tôi biết ngân sách của hội thánh khoảng 120-130 một năm. Bây giờ vì nhu cầu hội thánh, một sư quản nhiệm full time, một sư EM full time, bạn trang biết ngân sách chúng ta năm nay là khoảng 245 nghìn hay là 250 nghìn, mà nếu mà dân dựa vào sự dân hiến như vậy thì chúng ta dân đủ hoặc là dư. Cho nên mà chị em hãy cứ nhìn lại, chỉ trong vòng 2 năm thôi mà chị em đã dâng hơn 100 nghìn rồi. Cho nên tôi nói điều đó để kích lệ này, và cảm ơn Chúa mình có cơ sở, mình có nhu cầu và mình dâng hiến, đây là việc đúng, hãy tiếp tục làm như vậy. Tuy nhiên tôi biết cũng có nhiều công dân Chúa chưa chịu phần trong sự dâng hiến. Tối hôm qua tôi đã nhớ một hội thánh ở gần nhà của chúng tôi, thánh Baptist, mục sư quản nhiệm của 7 hội thánh khác nhau, 1 hội thánh chính, những hội thánh khác ở nhiều nơi, Austin cũng có, Corpus Christi cũng có. Đến cái giờ thì họ nghe một sư giảng tại một điểm chính bằng satellite. Họ có 7.000 members, nhưng ông nói rằng chỉ có 48% trong 7.000 tín hữu đó dâng hiến mà thôi. Như vậy chỉ có 50% dân hiến. Nhưng ông nói rằng ông rất là mừng bởi vì có được 50% dân hiến. Và ông chỉ thích lại là những ai chưa hề dân hiến đó, hãy bắt đầu tập sự dân hiến đi. Những ai dân hiến ít ít đó, xin Chúa cho mình dân hiến nhiều hơn. Những ai chưa hề dân 1/10, xin Chúa cho mình bắt đầu bước đi vào đức tin dân 1/10. Có người hỏi tôi một câu, làm sao biết được trong hội thánh ai là người dân 1/10 một sức? Tôi nói dễ thôi. Thứ nhất là hãy để ý cuối năm mà cái khai trình khai thuế, cái khai thuế đó, và thường thường á trong hội thánh đó, nhân viên mà hội thánh mời là staff là dân 1/10, trong đó có mục sư phụ tá, sư lo EM, các mục sư phải đi đầu trong việc dân 1/10. Thì rõ ràng tổng cộng lợi tức hàng năm bao nhiêu và con số mà 1/10 mà cho em cầm cái thơ đó là biết ngay. Mà nếu mà hãy nhìn lá thơ đó mà thấy mình chưa đạt được thì biết rằng là mình chưa làm được, hãy cố gắng gia tăng. Vì mục sư nói tôi rất là thích, ông chỉ khích lệ là gia tăng hơn để làm nhiều việc của nước trời. Cảm ơn Chúa điều đó. Đầu tư việc làm, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 câu 16, Ma-thi-ơ đoạn 25 cũng có nói đến điều đó. Chúng ta cần đầu tư những việc làm công tác xã hội, và trong tương lai chúng ta gỡ người đi truyền giáo nữa. Hội thánh Baton Rouge, cách hội thánh New Orleans mà tôi đã từng quản nhiệm 6 năm ở đó, họ bị cơn lũ lụt kéo đến, nước lụt nó gần đến cái ghế của bà chị ngồi. Cho nên hôm nay họ nhớ đó, họ phải nhờ vào 25 người tín hữu từ New Orleans lái xe lên Baton Rouge ngày hôm qua giúp đỡ, không biết làm bằng cách nào để họ tìm một cái phòng khác. Ngày hôm nay họ có cái chỗ ngồi để họ thờ phượng Chúa mà khôn ráo. Và trong hội thánh Baton Rouge ở Louisiana có 15 gia đình, 15 căn nhà của mình ngập lụt. Cho nên những tuần sắp đến sẽ nhờ Liên đoàn Nam Giới, sẽ nhờ nhiều hội thánh gần đó giúp đỡ để mà dọn dẹp. Tôi nghe biết rằng hội thánh Baton Rouge họ không mua bảo hiểm lũ lụt, cho nên họ tự giải quyết. Rồi tôi lại còn nghe là 15 gia đình này nó cũng chẳng có mua bảo hiểm mà lũ lụt nữa, là flood insurance, cho nên phải bỏ tiền túi ra nhiều. Vì thế đó cũng là một năng đề, nhưng mà tất cả Chúa, ở trong Chúa thì có nhiều mặt hẳn giúp đỡ được em. Và
vàng trong ngày hôm qua. Đó là việc làm công tác phục vụ. Nhưng mà đầu tư lời Chúa, đầu tư lời Chúa bằng đức tin thì Chúa dạy chúng ta phải làm điều đó càng hơn. Có lời Chúa thì chúng ta thấy một đời sống sẽ được biến động. Một sứ đức Warren có một câu chuyện rất là hay. Là ông nói là Chúa Giê-xu nói với các môn đệ hãy đi ra đánh cá, hãy mở miệng con cá nó có đồng tiền, hãy dùng tiền đóng thuế. Bởi vì điều đó Chúa muốn dạy rằng con dân Chúa phải đóng thuế. Thì như vậy đồng tiền ở trong miệng con cá, trong hình ảnh thuộc linh, đồng tiền ở trong đời sống của một người với Chúa. Khi được dạy dỗ đúng lời Chúa, biết ơn Chúa và biết cách dâng hiến, thì người đó sẽ hầu về Chúa bằng sự dâng hiến rất rời rạc. Cảm ơn Chúa điều đó. Tôi muốn là cho bạn cho xem cái hình này. Trong suốt kỳ Liberty Camp, tôi sẽ kể nhiều câu chuyện thế vận hội. Thì tôi sưu tầm nhiều câu chuyện hay lắm để chúng ta nghe được khích lệ. Ở đây chúng ta để ý một điều. Khi một người nhận được huy chương vàng, bạc và đồng thì bên cạnh cái giá trị của cái huy chương đó, cái medal đó, nó còn có cái giá trị bằng tiền bạc mà quốc gia đã thưởng cho. Thì trong cái danh sách này chúng ta thấy đó, đặc biệt đó, là cái nước Singapore đó thưởng cho cái người mà được gold medal đó là 753.000. Và nếu mà đổi nó qua thành tiền của Singapore đó là 1 triệu đô của Singapore. Và các anh mà được cái giải này đó, anh tên là Joseph Schooling đó, anh đó là người Chinese Singapore đang học ở tại Spring, Texas. Spring, Texas là nó ở gần Houston. Mình lái xe đường 45 đó thì mình đường Spring trước, Woodland và tới Houston. Thì anh học ở đó, anh học trong một cái trường dạy về bơi lội với lại diving là nhảy xuống đó. Thì anh được học ở đó rồi anh đi tham dự thế vận hội kỳ này. Và anh thắng được cái cuộc đua là Butterfly 100m. Và Butterfly này, anh là người giỏi về cái môn này. Nhưng mà có một người giỏi nhất cái môn này nữa là Michael Phelps. Michael Phelps là người đã từng đoạt được gold medal là 200m. Thì Michael Phelps lại đứng là về nhì, là silver, còn anh là người giải nhất. Và anh được nước Singapore tặng cho anh 753.000 một cái giải gold medal. Những cái quốc gia khác chúng ta thấy họ cũng có thưởng tiền như vậy đó, nhưng mà có một số quốc gia tại Âu Châu họ không thưởng tiền, trong đó có nước Anh Quốc không thưởng đồng xu nào cả. Thì qua cái điều này họ nói rằng có nhiều lực sĩ đó, họ cố gắng thật nhiều để họ được một là đồng, hai là bạc và nhất là vàng, để chi để mà được nhận cái đồng tiền và chú trọng đến cái tiền được thưởng. Michael Phelps, nước Mỹ chỉ thưởng cho các lực sĩ huy chương vàng 25.000, huy chương bạc 15.000, huy chương đồng 10.000. Và chúng ta biết họ cộng lại, họ nói anh Michael Phelps sau 4 hay là 5 cái lần thế vận hội, kể cả cái lần ở bên Úc Châu đó thì anh được bạc mà thôi đó, thì cộng lại hết anh được 23 cái huy chương đó, cộng lại thì anh vẫn thua anh Joseph Schooling về cái giá trị đồng tiền. Vẫn thua, bởi vì nếu mà cộng lại thì 25.000 nhân cho 10 là 250.000, nhân cho 10 nữa là 500, rồi nhân cho 3 nữa thì chúng ta thấy là vẫn thua 753.000. Nhưng mà cái anh Joseph không được như anh Michael Phelps, là anh Michael Phelps anh được những cái số tiền mà quảng cáo. Và sau kỳ thế vận hội này anh có thể anh sẽ nhận được 44 triệu một cách dễ dàng. Anh hiện trong năm 2015 và 2016 anh nhận mỗi năm cái tiền quảng cáo về cái tên của anh đó là 12 triệu. Chúng ta thấy cái giá trị của đồng tiền mà nó mang lại như vậy. Nước Việt Nam cũng có được một anh đạt được một cái huy chương vàng bắn súng, được chính phủ Việt Nam hứa là thưởng là 130.000, 130.000 thôi. Trong những quốc gia khác mình thấy đó, thì nó rất là nhiều phải không? Con số đó. Có những người mong đạt được huy chương để được thưởng. Và ở trong câu kinh thánh Cô Đô Tô Nhất chủ 9 câu 25, sứ đồ Phaolô nhắc nhở tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự.
họ chịu vậy để được mão miệng hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miệng không hay hư nát. Trong tiếng Anh là everlasting crown, là cái vương miệng, cái mão miệng không hay hư nát. Thì đó là hình ảnh rất là hay, chúng ta cần phải nhớ. Có một điều tôi muốn kể chút xíu về bốn người này. Chúng ta nghe câu chuyện rồi, cái giá phải trả của một sự nói dối. Anh Ryan Dodd là một người cũng đã được 12 chương, 12 cái huy chương mà bơi lội. Anh là bạn thân của Michael Phelps. Anh cùng với ba người kia, ba người đó cũng đoạt được cái huy chương vàng bơi lội. Và ba người này cộng với anh là bốn, thức khuya đi ra một cái buổi câu lạc bộ để mà vui chơi, uống rượu, nhảy nhót, rồi sau đó tiểu tiện ở ngoài sân, rồi phá cái cơ sở người ta. Cho nên security đi theo và đòi tiền để mà bồi thường cái bị hư hại. Nhưng mà khi trở về, anh đổi câu chuyện đó. Và anh kể cho NBC nghe rằng đó, là anh bị những người giả là cảnh sát bị cướp muốn làm tiền. Và sau khi mà bôi nhọ những người cảnh sát cũng như người dân sống tại Rio đó, thì họ bất bình lắm. Họ làm cho nó thẳng tay, họ điều tra cuối cùng rồi đó, câu chuyện là câu chuyện giả dối. Cho nên đó, hậu quả là gì? Anh Ryan Locke sẽ bị Thế vận hội của Mỹ cấm không cho chơi một thời gian. Một trong ba người đó đã được về Mỹ hết rồi, nhưng một trong ba người phải trả một số tiền là 11.000 để được đi ra khỏi tù để được về Mỹ. Như vậy, mấy anh này được hưởng được cái giải huy chương vàng là 25.000, phải không? Bây giờ trừ hết 11.000, anh còn được nhiêu? Anh còn được 4.000. Dạ, nhưng mà cái tiếng nó không có thơm chút nào. Tôi thấy không? Ở đây vận động trường ở bên Ba Tây đó, họ treo cái hình anh Ryan Locke, họ để cái chữ là liar, xấu vô cùng. Một người là đoạt được cái huy chương vàng đem sự hãnh diện cho đất nước Mỹ mà nói một câu chuyện bịa đặt, nó không có đúng sự thật. Cho nên cảnh sát nói là chỉ cần các anh nói một lời xin lỗi với dân chúng tôi trong thành phố này thì chúng tôi cho chuyện đó là qua. Một lời xin lỗi thì anh có xin lỗi rồi đó. Cho nên cái giá phải trả của những người lực sĩ, họ phải tập giờ để họ được cái